cô nó hơi thiếu tế nhị một chút. Có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ thật sự ra là có. Trong mấy trường hợp nào? 3 lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Và xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, bây giờ đầu tiên là phải khen cô dâu đã. Vì là hôm nay em mặc một cái bộ áo cưới quá đẹp, quá gợi cảm luôn. Chú rể em có thấy vậy không? Dạ có ạ. Hai em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Trang, 26 tuổi, là nhân viên PR. Em là người gì? Dạ em là người Huế. Dạ. Còn em? Dạ em tên là Thịnh, hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông. 28 tuổi. Một người làm PR, còn một người làm truyền thông, chắc có lẽ là gặp nhau trong một sự kiện nào đó rồi quen nhau đúng không? Dạ không, thực ra là hai đứa quen nhau là do mai mối. Là một mối quan hệ nó hơi lằng nhằng một chút xíu. Là chị giấu hụt người yêu cũ của em, là đồng nghiệp cũ của anh này. Chị đó gửi hình qua cho em. Lúc đầu thì nói là bé này đang buồn thì cứ làm quen với bé này đi. Cũng dễ thương lắm. Sau khi nhắn tin một hồi thì 3 ngày sau bắt đầu gặp nhau. Gặp nhau thì hẹn đi ăn trưa rồi. Có ngất ngay với vẻ đẹp, với vẻ đẹp của chàng trai này không? Hồi đó ảnh không có cắt tóc ngắn như vậy đâu, lúc đó ảnh tóc dài, lãng tử lắm. Thì mới gặp thì nó cũng đẹp trai. Nói chung là cũng đẹp trai, đeo kính đen nhìn cũng giống lãng tử lắm, thì thấy cũng hay hay. Còn em? Em thì ấn tượng đầu tiên thì khi mà nhìn thấy vợ ở ngoài thì có vẻ là hình nó không có bị lừa tình. Là có vẻ là hình thật. Chân thật. Dạ, không có qua xử lý Photoshop. Em là cưa cẩm cô này trước đúng chưa? Dạ. Đến bao lâu thì mới đổ? Khoảng 3 ngày. Lâu dữ ta. 3 ngày thì bắt đầu là gặp nhau, rồi bao lâu rồi cưới nhau? Dạ 3 tháng. Ghê chưa? Cũng lâu. Không biết là quý vị có thấy là họ quyết định cưới như vậy là có sớm không ta? Có nhanh không? Mà nhanh như vậy thì chắc có lẽ là không biết là lý do gì. Dạ. Có khi nào bác sĩ kêu cưới không? Dạ thì nguyên nhân cưới của hai đứa thì nó cũng rất là đơn giản. Tại vì có người là nói xấu về vợ với em, rồi nói xấu về em với vợ. Đó là có người phá. Nội bà này là thôi chứ con rơi con rớt tùm lum các kiểu. Rồi quen bao nhiêu cô rồi hết quen em chị rồi tùm lum các kiểu đấy. Thế là xong cái một hồi em nghe em nói là thôi thì em mới nói với chị đó là thôi thì trước đây ai cũng có quá khứ hết á. Em cũng trước đây cũng quen nhiều người mà. Thôi nhưng mà quan trọng là hiện tại như thế nào. Thế là xong cũng nói tới nó luôn một hồi. Cái xong em mới bực mình quá. Xong cái ông xã mới kêu thôi nhiều chuyện quá thôi cưỡi đi cho khỏi nổi nữa. Như vậy là tụi em yêu nhau nhanh nhưng mà vượt qua khó khăn cũng nhiều để đến với nhau đúng không? Dạ. Như vậy chắc là khi lấy nhau rồi là hiểu nhau nhiều và hạnh phúc nhiều đúng không? Lúc mà quen á thì em thấy ảnh là thứ nhất là rất là tỉ mỉ, thứ hai là rất là quan tâm, rồi cũng biết suy nghĩ. Cưới về xong cái mình đổ vỡ hình tượng luôn. Vừa vô tâm, vừa ham chơi, vừa trẻ con. Bây giờ hai con em được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 6 tháng rồi. 6 tháng rồi? Dạ. Thì là hai vợ chồng có gây gỗ nhau? Dạ có gây hoài luôn á. Giờ có đang gây không? Dạ vẫn đang gây. Sáng nay mới gây xong luôn. Trời ơi. Gây hoài vậy đó hả? Dạ. Anh muốn hỏi gây nhà chuyện gì? Có phải là gây vì chuyện tham gia chương trình này không? Dạ 5 giờ sáng thì vợ kêu dậy để chở vợ đi trang điểm. Mà trong khi quay thì tới trưa mới quay, nhưng mà sáng thì đi sớm quá. Mà nhà chìa khóa nhà thì em không có giữ. Chìa khóa thì do ba mẹ giữ, mà lúc đó xuống thì ba mẹ còn đang ngủ. Thế là không có dám gọi. Mới nói thôi để đi chút, chừng nào ba mẹ dậy rồi anh chở em đi sau. Nếu mà chỗ này không được thì trang điểm chỗ khác cũng được. Thế là giận em rồi bỏ lên lầu rồi không nói chuyện với em. Mà vậy thôi mà gây lộn đó hả? Ừ. Hai chồng làm quề trước đi, rồi hả hồi phân giải chuyện tiếp theo. Okay. Không, tại vì là xích mích nhiều chuyện từ trước nên càng không. Chuyện hồi sáng đó là em chị, được bồi thêm chị, nữa. Chị đương nói cái việc hồi sáng, đó. Chị đương nói mình dứt dạc cho việc hồi sáng, giống như có một cái mục mà mục bọc á. Được cái này nặng trước đi. Nặng rồi á, mười mấy hai chục cái sau tính tiếp. Dạ. Đúng không? Ok. Dạ. Thấy chưa? Đó, thấy không? Hồi nãy em cứ nói là em thực ra là có nhiều cái chuyện bực bội trước đây nữa. Tức là nghe là trước đây cũng đã gây gỗ nhiều chuyện rồi đúng không? Dạ, nói chung là gây nhiều lắm ạ. Khi hai vợ chồng tiến với nhau, đến với nhau thì cái khoảng thời gian nó hơi nhanh. Nên là chưa có tìm hiểu kỹ. Nên là khi mà về chung sống thì nó có những cái xích mích. Cứ 5-3 bữa mà đôi khi cứ cãi nhau hoài. Thật sự em cũng... Chị hỏi em nha, chị hỏi Thịnh nha. Dạ. Cô nó hơi thiếu tế nhị một chút. Có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ thật sự ra là có. Trong mấy trường hợp nào? 3 lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Lần đầu tiên thì là khi mà em đi du lịch với công ty á,
thì có chụp hình với lại mấy đồng nghiệp trong công ty á, thì mọi người hay chụp hình rồi gần nhau rồi này nọ, thì đánh đó, là vì ghen, vì vợ em ghen thì đó. Dạ, lần đầu tiên thì là vợ ghen, là vợ ghen. Nhưng mà khi mà giải thích thì không được, thì bắt đầu là tính em á, mà khi em bực á thì em sẽ không cãi, em sẽ đi ra ngoài, đi đâu đó để em giải tỏa tâm lý em, xong rồi khi đó về em mới giải quyết công việc, chứ em không giải quyết khi lúc em đang nóng. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì vợ cứ đứng mà cãi với em thì là em không kiểm soát được cái bản cái nóng. Chị hỏi tiếp nè, rồi cái lần thứ nhì đánh là lý do gì? Lần thứ nhì thì là trong cái mâu thuẫn mà về nuôi bé nhỏ, bé con về, em về nuôi bé. Rồi lần thứ ba, hai vợ chồng cãi nhau bình thường, một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, rồi xong rồi giống như là những cái mà chất chứa lâu quá trong đó bắt đầu hai vợ chồng bùng phát lên, rồi cái dẫn đến lần thứ ba. Ừ, là đó là một cái lý do mà mơ hồ đúng không? Dạ. Bây giờ chị hỏi nè, khi cái cảm giác của em sau khi mà chồng em đánh em ra làm sao? Thất vọng, khi đó là em muốn hủy hôn luôn. Rồi cái lần đánh thứ nhì, cái cảm giác của em sao? Lần đánh thứ nhì thì bắt đầu lúc đầu là giống như tính tưởng 10 phần, sau đánh lần 1 còn 8 phần, tới đánh lần 2 còn được 3 phần. Rồi lần 3? Lần 3 chứ còn 1 phần. Không còn cái gì luôn. Bản thân em đã viết đơn ly hôn rồi, em cũng đã kỹ rồi, và chỉ còn là xác định là đưa cho anh thôi. Nhưng mà tính em thì em hay nghĩ lại, em cũng suy nghĩ là vì con em là con quá nhỏ, rồi ba mẹ cũng đã đổ vỡ rồi, rồi em cũng hy vọng là không tốt để mình thì thôi tốt để con mình cũng được. Thì đó là cái suy nghĩ của em mà để bận con sống cho tới bây giờ. Thế ngày hôm nay tụi em nghĩ sao mà tụi em lại tham dự chương trình này? Thực khi mà cái đơn ly hôn đã viết rồi, đã ký rồi. Em cũng biết là cái mà khúc mắc giữa em và anh đó là do hai người chưa thực sự mở lòng ra để mà nói thẳng được hết tất cả mọi chuyện. Thôi thì xem như đây là một cái cơ hội để mình có thể nói hết tất cả những cái khúc mắc của mình, để nếu như mà thực sự có thể hiểu để mà giải quyết được thì có như đó vẫn còn một cái gì đó là hy vọng cuộc hôn nhân của mình. Còn nếu như mà sau khi mà đã nói hết rồi mà vẫn không giải quyết được thì xem như là tới đó là hết rồi. Ừ. Thế còn thật, hôm nay em đến với chương trình này thì em muốn nói gì với vợ? Thì em muốn là vợ nói nhiều hơn về cái suy nghĩ của mình, tại vì thật sự ra khoảng thời gian lâu rồi hai vợ chồng em không có thời gian mà để ngồi mà để thật sự nói chuyện trao đổi với nhau. Không có thời gian là do công việc hay là không phải là do công việc, nó là do chiến tranh lạnh, nên là chưa có quan hệ, chưa có được mở ra, nên là em muốn thông qua chương trình này thì để cho vợ có một cơ hội để trình bày giải bày cái nỗi lòng của mình nhiều hơn, và bản thân em cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn. Nên là thông qua chương trình này em muốn hai vợ chồng sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn trước đây cũng như là bây giờ, để cái cuộc sống tương lai nó tốt hơn. Em có muốn ly dị không? Thật sự là không muốn. Em không muốn đúng không? Dạ. Chị cũng cảm nhận là em không hề muốn điều đó. Còn em á, mặc dù em viết đơn đó nhưng mà em cũng muốn cái điều đó không xảy ra, nhưng không phải vì cho em mà muốn vì cho con em. Dạ đúng rồi. Chị thấy vậy nè em, Thịnh, bây giờ cái người quyết định á là em chứ không phải vợ em đâu. Tại vì như vậy nè Thịnh, chị là phụ nữ, chị hiểu được cái tâm trạng của một người phụ nữ khi mà bị chồng đánh á, đúng là tình yêu không còn. Mà hơn nữa lại đây là trong vòng thời gian có 6 tháng sau sinh rồi. Cái người phụ nữ á, thời gian mang bầu thay đổi tính cách, thay đổi về tất cả mọi chuyện. Bởi vì sao? Cái sinh lý nó thay đổi đúng không? Nhưng khi sanh rồi á, cái tâm sinh lý nó còn thay đổi dữ hơn nữa. Bởi vì người ta mới nói có cái chuyện hậu sản đó Thịnh. Yeah. Đó, cho nên rằng trong 6 tháng đó mà vợ em chịu đựng nhiều những cái cảm xúc và nhiều những cái mà ức chế như vậy á, vợ em vượt qua được là vợ em quá hay. Chứ chị là vợ hơn em nhiều. Thế thì chị nói với em, khi mà em đã bước chân đến đây thì chị nghĩ rằng em cứ nói hết những cái gì với chồng em đừng là chiến tranh lạnh nữa. Chị nghĩ rằng là em không muốn làm điều đó đâu. Em ức quá, em không chịu nổi áp lực đó nữa thì em phải làm điều đó thôi. Nhưng mà trong sâu thẳm của em không muốn điều đó, mà chị cũng không hề muốn điều đó, cũng giống như chồng em cũng không hề muốn điều đó. Chồng em chỉ bị một cái duy nhất là nóng tính quá, không kềm hãm được cái nóng tính của mình. Nhưng cái dở của em là như vậy, em không biết cách kèm chồng em. Chị nói em nghe, ở đây đều là hai đứa có lỗi hết trơn á, không có đổ thừa cho một trong hai đứa được. Tụi em muốn xây dựng gia đình là không phải một đơn phương một người được. Chồng chị là một người nóng tính khủng khiếp, trước chị á là anh không có kèm được bất cứ với một người nào hết trơn. Nhưng chị kèm được cái chuyện anh không đánh chị. Thì bây giờ em có thể sửa được chồng em cái điều đó. Tại vì á, nãy giờ tiếp xúc với tụi em chị cảm nhận được điều nó như thế này. Ngoài cái chuyện chồng em nóng tính ra, chồng em rất thương em, thương lắm. Chồng em mong em là hãy cởi mở, hãy nói, đừng có... Mà chồng em rất sợ cái chuyện mà... Cái hoàn cảnh của em bây giờ, chồng em rất sợ. Chồng em đang rất sợ cái điều đó. Em mình dung không? Em phải nói, em nói cho chồng em hiểu. Và em đã biết tánh chồng em nóng như vậy. Thì lần sau á,
mình né tất cả những điều đó đi. Bởi vì sao em biết không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây mình tránh chồng mình mà có tránh ai đâu. Đúng không? Mình vừa giữ được cho mình, vừa giữ được cho chồng mình, vừa giữ được cho cái máy ấm của mình. Đã biết bao nhiêu lần chị phải làm điều đó. Có nghĩa là chị né để mà rồi cuối cùng chị được hết chứ chị có mất gì đâu. Và chị rất mong muốn là sau đây á, em hãy làm cái điều đó thử đi. Đừng có chiến tranh lạnh với chồng nữa. Và chịu khó tìm hiểu chồng em hơn nữa. Em thử đi. Em tìm hiểu chồng em. Còn em, tình yêu em dành cho vợ chưa đủ, em phải thương vợ em nữa. Thương giống như em thương con em vậy đó. Thì tụi em sẽ có một cuộc sống khác. Trời, vợ em nó quá đẹp mà. Nó chỉ bị thế là nó khi nó nói nhiều khi nó bực, nó nói khó nghe quá làm em bực mình á. Thực ra là do cái bản tính công việc của em nữa, chúng em cũng đã làm về trưởng phòng rồi gì rồi, thành ra giống như cái cách em quen với nhân viên của em rồi, giải quyết vấn đề đó là giải quyết dứt điểm tại chỗ, không có chuyện mà nói xong rồi ừ vậy đi xong rồi cái là sao. Tính em không phải như vậy, một thì... phần là có lẽ do ảnh hưởng công việc đó, của em thì rồi. chị mới nói là cái cách cầm cương, em hiểu không? Dạ. Cuối cùng em được hết chứ em không mất cái gì, chị đảm bảo với em. Chị cũng quản lý cả bao nhiêu con người, em biết rồi đó, đúng không? Nhưng mà khi về nhà mình là vợ, mình không là ai khác ngoài là vợ, chứ không có là một cái người nào khác hết trơn. Thì khi chồng mình bực lên, em là vợ, em phải nhịn anh thôi, đúng không nè? Nhưng ở một cái lúc chỗ nào đó, một nơi nào đó, một cái thời điểm nào đó, anh phải là người năn nỉ em. Thì bây giờ chị tha thiết mong em một thời gian nữa em thử thay đổi cái cách em cải thiện chồng em đi. Em thay đổi đi, coi là ra làm sao. Chứ bây giờ cái chuyện tụi em ly dị nhau dễ quá mà, có gì đâu khó. Rồi bên này cứ rồi. Đúng không em? Nhưng mà cái hậu quả tới sẽ là gì? Đó, em cứ nghĩ đi, con em mới 6 tháng thôi. Rồi, quyết định vậy đi nha. Oh yeah cái đi. Oh yeah. Đứng lên ôm nhau cái đi. Đó. Đó. Nói câu gì đi rồi. Anh muốn nhân chương trình này, anh gửi đến lời xin lỗi đến em vì những hành động mang tính chất bạo lực của anh. Nên là em hãy bỏ qua cho anh và hy vọng là em sẽ tiếp tục cùng anh đi đến hết con đường này. Đúng rồi. Tại vì tương lai con em chúng ta. Rồi khoan. Hay quá. Tôi đề nghị máy chưa. Đề nghị máy quay cận vô mặt ông chú rể này và hứa một cái gì đó với vợ. Thì tham gia chương trình này thì em xin hứa với vợ cũng như là với chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý khán giả. Anh hứa là anh sẽ không đánh em nữa, không dùng bạo lực đối với em nữa. Rồi cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn chúng ta sẽ gặp lại nha. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Đang còn buồn vì cái chuyện tình yêu cũ á, có anh này ảnh hay quan tâm hay hỏi han thì mình cũng chia sẻ. Kể từ lúc đó em mới cảm thấy là em đọc thương ảnh. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Thôi em giới thiệu về mình. Em tên là Vân Hoàng, năm nay em 28 tuổi, hiện là kỹ thuật viên thang máy và sắp chuyển qua bên kinh doanh. À, em kinh doanh thang máy luôn đúng không? Không, kinh doanh em lại chuyển qua bên làm sơn nước. Ồ, kỳ vậy. Làm riêng. Rồi, dạ. Như vậy là tôi đoán là cô vợ chắc làm bên sơn nước đúng không? Dạ không ạ, em là Duyên, em 28 tuổi, em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Anh hỏi nè, dạ. Hai em có xem chương trình Vợ Chồng Son thường xuyên không? Dạ có. Vậy thì cơ duyên nào mà các bạn quyết định tham gia chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay? Thật sự thì chồng em mới là người thích chương trình này. Mỗi lần mà đến khi mà chương trình phát ở trên truyền hình á thì anh này là người xem, em thì chỉ thích coi phim thôi. Nhưng mà anh cứ đòi xem thì em xem theo. Từ từ rồi mê luôn. Đến em mê một... nhất chương trình Vợ Chồng Son ở điểm nào? Dạ tại em thấy có nhiều cặp anh chị tớ tớ vui vui. Em mê nhất là cái phần nào? Dạ phần... nhận quà ở phần cuối. Quay sức tưởng tượng của tôi. Trời ơi tôi tưởng đâu. À, em mê nhất chương trình đó là nhờ có hai MC duyên dáng. Hoặc là mê cái phần mà nói xấu nhau. Mê cái phần nhận quà. Chúng là dính cướp tôi đâu. Em, dạ. Em thích cái chương trình Vợ Chồng Son ở cái điểm nào? Đừng nói phần quà nữa nha. Dạ không. Ông em xem thì thấy đến phần chia sẻ với hai vợ chồng cái này cái kia thấy em thấy hay lắm. Có nghĩa là tâm lý của mình sẽ được giải tỏa ra.
Rồi bây giờ chúng ta vào chương trình. Anh muốn hỏi nè, lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu và tình yêu của các bạn nảy nở như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau là cách đây khoảng 10 năm rồi. Đó là ngày mùng 5 Tết á, anh này với lại một nhóm bạn là trong đó có bạn chơi cũ của em hẹn hò là đến nhà em để rủ em đi chơi. Thì lần đó là lần đầu tiên gặp nhau. Rồi và ấn tượng như thế nào? Ấn tượng thì anh này đi chơi mà cứ ngủ thôi à. Ngồi trên xe cũng ngủ, đi đến chỗ này chỗ kia là cứ ngủ thôi. Thì mãi sau này mới biết hôm đó em bị bệnh, uống thuốc cho nên là buồn ngủ. Ấn tượng đầu tiên của em chỉ có vậy thôi. Là ông ngủ? Dạ. Cái đợt đầu tiên gặp mặt là em cũng không có ấn tượng gì hết. Ngủ thôi. Nghĩa là em có ấn tượng nhiều với cái bạn này không? Dạ cũng không. Hồi đấy thì nhìn vợ em nó trẻ trâu, nhỏ, tóc tai, người buồn cười lắm. Mà cái thời gian nó đi chơi thì lại là người yêu cũ của thằng bạn mình nữa nên mình cũng ngại đúng không? Cũng không để ý gì, ok bạn người yêu của bạn mình chứ của mình đâu, mình để ý làm cái gì. Lúc đó là người yêu của thằng bạn mình hay là người yêu cũ của bạn mình? Thì vợ em lúc đấy là người yêu của thằng bạn em. Ngay thời điểm đó vẫn còn đang là người yêu? Dạ không, cũ rồi, lúc đó cũ rồi. Cũ rồi. Cũ rồi, nghĩa là chị ta trước đó là yêu người yêu cũ của bạn gái, đúng không? Gặp này là yêu người yêu cũ của bạn trai. Thấy không? Rồi, bao lâu thì bạn yêu nha? Kể từ cái buổi mà đầu gặp gỡ. Là khoảng một năm sau, vợ em thì lên Sài Gòn học, còn em đi học ở dưới Long Thành. Thì chỉ có tháng hai tháng em mới lên nghỉ lần. Với lên đây chơi lần. Vậy thì khó khăn quá đúng không? Dạ. Yêu xa như vậy có cảm thấy nản không? Thật sự thì lúc đó cũng em cũng chưa có yêu gì anh này nhiều đâu. Lúc đó mình đang còn buồn vì cái chuyện tình yêu cũ á. Thì có anh này ảnh hay quan tâm hay hỏi han. Thì mình cũng chia sẻ. Cho nên lúc đó đối với em thì cái chuyện yêu xa cũng không có gì là khó khăn hết. Bình thường đúng không? Dạ, bao lâu thì em mới yêu anh? Hơn nửa năm sau á. Thì có một lần là anh này á chở em về nhà của ảnh á. Thì hai đứa bị tai nạn. Ai? Dạ cả à, hai luôn. Đi cùng một cái xe em, á. Em chở bạn gái về để cho bố mẹ ở nhà chơi cho biết. Nhưng mà trên đường đi về được nửa đường thì tai nạn. Trời mưa trơn cho nên tự té. Tự té Dạ. Thì lúc đó tay em là bị trật. Còn anh này là bị vỡ cái xương bánh chè. Nhưng mà ảnh cứ lo em thôi, chở em đi tới chỗ này chỗ kia để lo, còn chở lo cái tay em. Dạ đúng rồi. Vâng, vẫn chở em vẫn đi bình thường xong dạ. Em mới về. Thì đêm đêm mà nhà đau quá nó chịu không nổi rồi. Nhưng mà vẫn giác ở nhà không cho mẹ biết. Đến sáng sớm thì mẹ biết chuyện, mẹ chạy xuống. Thì cái chân nó sưng to quá rồi. Cái với chở ra ngoài kia đi hút máu bầm với đi chụp phim báo bột. Dạ, tại nhà. Vì lúc đó là em thấy ảnh vì đọc em mà ảnh giống như lúc đó ảnh quên đi cái đầu của ảnh á. Cho nên là kể từ lúc đó em mới cảm thấy là em đọc thương ảnh. Dạ. Rồi lúc bị bó bột rồi có vẫn tiếp tục đi thăm bạn gái mình không? Dạ không, chỉ có lâu lâu mẹ chở đi ra ngoài đi khám thì nhà bạn này ngoài huyện. Thì là bạn này tranh thủ chạy lại thăm bạn này. Dạ, chạy lại mà đi cũng không được, gãy tay cũng không đi được. Thì thì lại nhờ một đứa em đạp cho đạp chở đi ra co ra ra thăm chứ. Đứa gãy chân, đứa gãy tay đúng không? Cái chuyện mà hai đứa bị tai nạn đó thì đến bây giờ luôn ở bên nhà ngoại á thì ba mẹ em cũng không biết, đến bây giờ mới biết. Bây giờ hôm nay mà nói thì hôm nay mới mà biết nói. Dạ tại vì lúc đó là em sợ nói ra là nếu mà đi với anh này rồi ba mẹ em nhà em sẽ có cái ác cảm với ảnh là tại vì làm con gái mình bị như vậy. Bữa nay mới biết đúng không? Dạ. Rồi hai người yêu nhau bao lâu thì cưới? 6 năm. 6 năm. Bây giờ cưới được bao nhiêu năm rồi ta? Dạ bây giờ hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm. Mấy bé rồi? Dạ em đang có một bé 9 tháng tuổi rồi. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái đại hội vạch mặt. Tới cái phần này là chắc là các bạn không thích nè, nhưng mà tôi vẫn hỏi bởi vì đây là đặc sản của chương trình tôi. Rồi cưới nhau về thằng này tính xấu nhiều. Hồi trước á lúc yêu nhau á thì ảnh tỏ ra là quan tâm nhiều lắm, tức là thể hiện ra bên ngoài luôn. Tỏ ra là cái chữ giả bộ trong đó rồi đó. Tức là ảnh thể hiện ra bên ngoài luôn, nhưng mà kể từ khi cưới rồi á em thấy cái đó không còn nữa. Tức là ảnh hời hợt hơn, vô tâm hơn. Như hồi xưa á, khi mà em giận lên cái là ảnh quắn đít lên liền. Cứ giờ giận sao? Giờ cứ kệ em thôi, em thích thì giận, kệ luôn. Vậy á. Chưa bây giờ năn nỉ luôn hả? Dạ thì cái tần suất năn nỉ nó càng ngày càng giảm dần đi. Làm cho em cảm thấy là anh này không còn thương em như hồi trước nữa. Có nghĩa là bây giờ là hời hợt. Dạ. Không chịu năn nỉ. Không phải đâu, cái đấy là do vợ em nghĩ vậy thôi chứ thật. Đúng rồi. Thật ra là không có chuyện như vậy. Nhưng mà vợ em nhiều khi cứ nghĩ vậy. Nha. Rồi, tiếp theo nữa đi. Còn cái gì nữa không?
Dạ, còn nữa là anh này ảnh có lỗi gì á là ảnh không có chịu xin lỗi đâu. Tính em á thì em thương ảnh á cho nên là em dễ bỏ qua lắm. Chỉ cần ảnh nắm tay em nói anh xin lỗi, anh thương em gì đó vậy thôi là em bỏ qua hết à. Còn này không có đâu. Hồi xưa thì có mà giờ là thôi. Với lại dạo gần đây á là hay đi chơi lắm, tranh thủ là khi nào mà rảnh cái là anh đi đây một tí, anh đi cà phê một tí, rồi anh đi nhậu một tí mà đâu có biết nhậu đâu. Đi chơi đêm mà. Dạ thì cũng có đi chơi khuya khuya rồi về. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ chỉ có vậy thôi à. Thôi để cho ông chồng luôn đi, đã lỡ qua tới ông chồng rồi đang sẵn đà nói luôn. Vợ em thì chỉ cứ suy diễn lung tung rồi lâu lâu hay nói to với chồng. Em là cực kỳ là ghét những người mà nói to với mình hay là cái cảm giác như em đang bị quát hay bị làm sao là em bực mình lắm. Nhưng mà chồng em có nói to với em không? Dạ không. À tiếp. Rồi, đúng rồi, em chỉ có bực mình nó nhất là cứ em đi với bạn bè hay là em đi khuya đi khách hàng gì này kia về là nhằn hay là trước khi đi em nói đi đâu cái là làm cái mặt hình chữ đi á, ý là giận lên là để em không đi, em thấy vậy em càng đi à. Vậy mỗi lần chồng em đi vậy em tức không? Dạ tức lắm, không nói chuyện với ảnh nữa, chiến tranh lạnh luôn. Mà tức quá chịu không nổi, nhắn tin đại loại là bây giờ anh có về không? À, hay là muốn làm sao, nhắn tin rồi ảnh không trả lời luôn. Trời đất ơi. Tự tức vậy đó. Nhưng mà bây giờ trong đầu em là em nghĩ chồng em đi đâu? Dạ em cũng biết là ảnh cũng có đi chơi với bạn bè, nhưng mà em muốn là ảnh tiết chế lại mấy cái chuyện đó. Tức là ảnh cứ tranh thủ cái thời gian nào rảnh là đi vậy đó. Một tuần là 7 ngày thì cũng phải ảnh đi hết 6 ngày rồi. Chỉ còn ngày kia là cũng lượn đi chừng nửa tiếng rồi về. Tại vì công việc nó là đi thật nên em mới đi chứ nhiều khi đâu phải em muốn đi đâu. Nhiều khi hẹn người ta rồi ra quán cà phê rồi hẹn nói chuyện xíu nữa phải ra xong thì đi về thôi chứ có đi đâu đâu. Rồi nhân đây hỏi luôn, vậy thì em có mong muốn vợ em thay đổi những cái điều đó không? Có chứ anh, muốn vợ em là đừng có nghĩ anh như này như kia nữa. Rồi nói chuyện với khách hàng với nhân viên thì nói nhỏ nhẹ ngọt ngào lắm, còn về nói chuyện với công cục lốc rồi em nói thì chả bao giờ được câu dạ nữa. Ừ không như này như kia, trả lời cục lốc vậy ai chịu nổi, mà nói chuyện với người ta thì ngọt ngào nhẹ nhàng lắm. Đó, thế thôi em chỉ có mong vợ thôi chứ ngoài ra vợ em cũng không được. Em có ngọt ngào với vợ em không? Em có chứ anh, em nói chuyện nhẹ nhàng là ngọt ngào lắm. Vậy sao nói em ơi anh muốn em già với em? Anh hỏi vợ em không biết bao nhiêu lần rồi. Anh sẽ nói vậy nè, chồng gọi mà nói vậy đó hả? Anh cũng nạt em lại vậy á thì em đâu dạ đâu, lâu lâu em quên em mới dạ thôi. Lâu lâu quên dạ cái xong bịt mồm nữa cười khà khà rồi quên. Rồi giờ mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Em muốn chồng em á là bớt đi chơi lại, dành thời gian nhiều hơn cho con. Em chỉ muốn là chồng em vậy thôi à. Vậy thôi à? Dạ. Chị thấy vậy nè ha, em á thì là mục đích là em thấy vui vui, em muốn lên bóc quà đúng không? Đó, nhưng mà chồng em thì khác nha. Chồng em á là chồng em thích cái phần chia sẻ đó. Dạ. Nãy giờ là chồng em đã chia sẻ rất nhiều rồi đó, những cái điều mà tại sao anh lại như thế thế, những điều anh muốn. Thì em là em chưa chia sẻ đâu. Nãy giờ là em chỉ kể những cái mà anh Thuận hỏi hay là chị hỏi thôi. Thực lòng em á, em muốn ở chồng em điều gì em nói đi, chứ bây giờ ở nhà là không có cơ hội nói đâu. Đó chị nói thiệt. Cái quan trọng nhất á là em muốn ảnh là dành thời gian cho em và con thôi. Còn lại mấy chuyện khác á em cũng biết đôi khi em cũng có sai trong đó. Là em hay quát ảnh á, tính ảnh là thích người ta nhỏ nhẹ thôi. Mà em chắc do cái volume của em nó hơi lớn cho nên là ảnh hiểu lầm là em nạt ảnh. Tại vì chồng em nói là em nói chuyện với người khác thì rất là nhỏ nhẹ, chỉ nói chuyện với chồng em là nói lớn thôi à. Dạ. Ảnh ganh á. Ganh á. Dạ. Ganh với khách hàng. Dạ thì nói chuyện với khách hàng thì phải nhỏ nhẹ, nhưng mà do là ảnh bằng tuổi em á, với lại là hai đứa quen nhau là ban đầu là bạn bè thì cứ gọi nhau như vậy quen rồi, giờ kêu em vân dạ khó lắm. Thì biết là khó nhưng mà đó là cái nhu cầu mà rất là chính đáng của chồng á, thì sao em không đáp ứng? Đôi khi người ta nói một chút xíu nói dối mà để cho cái đối phương của mình á người ta vui thì mình cũng nên. Trời mình ơi, cũng tuyệt nên. Vời lắm luôn á. Với lại chị nói về nè, em nên tin tưởng chồng em. Dạ. Đừng có suy diễn thì khổ mình lắm, chứ ổng đâu có khổ đâu, ổng chỉ bực thôi. Đúng thực rồi. Sự ổng bực nhưng mà mình mới là người khổ, tại sao đó. Mình phải chuốc cái khổ cho mình. Nhiều khi em cũng nói như vậy, đừng có nghĩ lung tung làm gì cho nó mệt người ra. Mà tại không nghe thực ra cái điều mình muốn là cái phần hồn của chồng mình, đâu phải phần xác đâu, đúng không? Thôi bây giờ nè, cái điều chồng em muốn đó là cái sự ngọt ngào của vợ, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì nhân đây hứa với chồng ngọt ngào xíu đi. Dạ. Thôi đứng lên cái đi, đứng lên cái mình làm cái cho sụp tủ rồi đó.
Dạ, em hứa nhìn là... Đi, nhìn nóng đi, đừng nhìn nắng. Không hứa là đâu. Xin hứa là từ giờ em sẽ cố gắng dịu dàng hơn với anh, để cho anh vui rồi anh dành thời gian cho mẹ con em nhiều. Rồi anh cũng hứa với em là từ giờ sẽ bớt đi chơi, bớt bạn bè cà phê, pháo, nhậu nhẹt, là sẽ ở dành thời gian cho con với cho em nhiều hơn. Đấy, thấy chưa? Nắm tay cái đi. Tuyệt vời, nắm tay anh thật chặt. Rồi, hy vọng cái lời hứa này không phải là cái lời hứa suông, mà là cái lời hứa nó phải theo các bạn vĩnh viễn luôn ha. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc, răng long đầu tóc lóc. Cảm ơn anh chị ạ. Xin lỗi Duyên nha, hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền. Cứ đi chơi với mình đi, đãi cho. Đơn phương một bên thích còn em vẫn ghét hả? Em muốn cướp bản thân lại thôi ạ. Mời quý vị cho một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ vâng. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Văn Thành, năm nay em 28 tuổi, hiện đang làm bán hàng. Còn dạ, em? Còn em tên thật là Nguyễn Thái Hồng Uyên, năm nay em 28 tuổi. Em có đi làm hồi trước nhưng mà bây giờ em đã theo học lại nên giờ em là sinh viên cao đẳng của Kinh tế Đối ngoại theo khoa chuyên ngành là Kế toán doanh nghiệp ạ. Ồ, tụi em gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Tụi em đã quen nhau được 10 năm ạ, cưới nhau mới được 6 tháng hả? Quen nhau 10 năm mà cưới nhau 6 tháng, hay vậy. Có những người mà quen cái là tháng sau cưới liền, các bạn tới 10 năm sau. Trời ơi. Tụi em là mối tình đầu với nhau rồi. Rồi bây giờ chúng ta hãy kể cho nhau nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ, vậy như vậy, cái bạn thân của vợ em á thì là học chung với em được 1 năm, mà năm lớp 12 thôi. Thì bạn đó cũng có nói thích em nhưng mà em không có ấn tượng gì về bạn đó hết. Thì bạn đó cứ đeo theo em hoài à. Wow. Rồi trong một cái lúc bữa thì ra chơi thì em ngồi em đọc chuyện trong căn thư viện á, thì bạn ấy có dẫn vợ em tới giới thiệu đây là bạn thân của mình. Ấn tượng đầu tiên em nhìn với vợ em thì cũng rất là bình thường, giống như là hai bạn chào hỏi quen biết nhau thôi chứ không hề ấn tượng gì hết. Là ấn tượng nhất thì chủ yếu là cái ngày 20 tháng 11 á, thì cái ngày đó là em ấn tượng vợ em. Là cái bữa đó xui có một cái như vậy. Xui một cái như vậy. Dạ. Cái bữa đó có hẹn đi chơi với vợ em, bạn bè thôi, em không có ý gì hết. Nhưng mà đến gặp em sau nói trời hôm nay Uyên dễ thương quá, em cũng nở mũi luôn ạ. Cái câu thứ hai là xin lỗi Uyên nha, hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền. Mình thì có tiền đi xe buýt rồi, đến này là hết tiền rồi, thôi hai đứa đi về ha. Trời ơi, em nghe xong em hụt hẫng lắm ạ, các em tức quá, nói cứ đi chơi với mình đi, đãi cho, bao nhiêu tiền trả hết. Em thích vợ em từ cái bữa đó đó. Thứ nhất là vợ em phóng khoáng. Tại vì thường hồi xưa em đi học em thấy mấy bạn là cũng là hay tính lắm. Kiểu như đi chơi với anh trai là để anh trai trả tiền, để anh trai tính tiền. Ở trong cuộc đi chơi đó là hai người thích nhau đúng không? Nhưng mà đơn phương một bên thích còn em vẫn ghét là tại vì em muốn phá cái cuộc tình này của bạn thân em. Em muốn cướp bạn thân lại thôi ạ, chứ em không có ý gì hết ạ. Coi như em muốn cướp bạn thân là bạn gái của em đó, bạn thân gái. Nhưng mà vô tình là em cướp luôn người yêu, người mà bạn gái em yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên mới bị mang tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy thì chính thức gọi là thích nhau thì là cái giai đoạn đó là đang lớp 12 phải không? Dạ đúng ạ. Kể đi, kể những cái sóng gió trong tình yêu học trò coi. Em ở trường thì cái học sinh của em này thì hơi bị hiếu động, có thể là mang là những cái thành tích nó bất hảo ở trường, cho nên á là khi em hay đi với nhau thì thầy cô trong trường cũng để ý, tại vì vợ em lúc đó là một học sinh ngoan hiền, em là một sinh cá biệt của trường. Ba em đi rước vợ em vô tình đó là ông ấy có cái nhìn không tốt về em rồi, cộng với lúc đó là em để mái tóc hai mái của đang trường em, mà cái lúc đó là vô tình cái kiểu em để nhìn nó bậm trợn quá đi là ổng nhìn ổng càng là ngứa mắt nữa. Dạ, cho nên là mấy vợ em nó quen em rồi không cho, mà vợ em vẫn cứ quen, cũng hai đứa cứ đi về chung đi học chung đi suốt, thành ra là nói không được, thành ra mới dùng cái đòn roi tới bốn vậy. Đánh dữ không? Có khoảng thời gian áp lực lắm á, em mới bắt đầu em bỏ nhà đi tổng cộng 5 lần đó. Tới lần thứ 5 là ba mẹ em không kiếm em lại nữa. Có nghĩa là em bỏ đi tới lần thứ 5 là coi như ba má không đi tìm em luôn á. Dạ, lần đúng thứ đó. Nhất là như thế nào? Lần thứ nhất thì ba em chỉ nói thôi, ba em chỉ la thôi, nhưng mà tại em tức quá em không biết là phải giải thích như thế nào để cho ba hiểu, rồi cái em buồn quá cái em bỏ đi. Rồi lần thứ hai? Dạ, lần thứ hai là vẫn tiếp tục đi nữa, ba em lại thấy nữa, lần này là bắt đầu ba em lại nhằn nữa, mà nhằn nhiều hơn nữa. Mà em nói không lại nên tức quá em bỏ đi tiếp ạ. Và em ra tiệm nét em ngồi thôi, vô tình thì có bạn thì họ khuyên em nên về, rồi ba em tới rước ạ. Tới lần thứ ba là em bỏ qua nhà bạn này ạ. Gần 11 đêm em đi bộ qua nhà bạn này, kêu bạn này xuống. Bạn này cũng xuống, bạn nó hết hồn luôn, thấy em. Bạn nói thôi thôi đứng ngoài đợi mình tí, để mình coi gia đình mình còn ai ngủ chưa, nếu mình ngủ hết rồi thôi để mình cho bạn vô nhà để ngủ nhờ. Mình cho bạn. Rồi nhưng mà một đi là không trở lại luôn ạ. Đi vô ngủ luôn ạ. Em ngồi ngoài ạ. Trời ơi, nó ngủ ngoài vô buồn ngủ quá, vô ngủ luôn. Em ngồi chơi với mấy con mèo hoang luôn. Khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng sau, mẹ của bạn này thì có sạp ngoài chợ Tân Định.
Bà ấy bán cho tới 2 sáng bà ấy về thì thấy em ngồi, hỏi phải ni không? Cái em nói dạ. Cái rồi ủa sao ngồi đây? Dạ tại con bỏ đi, con mới gặp Khoa. Ủa Khoa đâu? Dạ Khoa vô nhà mà Khoa nói con đợi mà con không thấy Khoa ra. Cái má Thúy mới lực đực chạy vô hỏi Khoa. Xong rồi lên thì lát sau con thấy chồng xuống, chồng nói một câu xin lỗi nha, nãy giờ ngủ quên. Không nhận em có tâm ghê à. Có tâm hết sức luôn à. Rồi còn lần thứ tư. Lần này là tụi em ngủ ở công viên. Nhưng mà tại sao bạn này lại đi? Vợ em bữa đó có gọi điện cho em, nói là cũng bị ba đánh nữa. Em qua em an ủi rồi em chở đi ăn uống. Xong em kêu chở về nhà nha. Rồi nhưng mà vợ em nói là bây giờ về là bị đánh nữa. Thì thành ra lúc đó là không dám về. Cái gặp hai chị em vòng 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 chút xíu thì lại mưa to. Rồi lúc đó cũng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Mà tối thì chúng có 10 mấy 20 nghìn, hồi học sinh thì em không có tiền. Cái là tụi em phải ra công viên là hai đứa ngồi tới sáng luôn. Thì cái lần thứ 5 á là học xong lớp 12, em mới nói vợ em là bây giờ là học xong có lấy cái bằng đi. Rồi lần này nếu mà nói chuyện với gia đình không được, ba mẹ không hiểu nữa, thì để Thành để dành tiền, Thành mướn cái phòng trọ ngoài. Ra rồi phải trọ ngoài, rồi hai đứa mình đi làm kiếm tiền. Để sau này khi mình chứng tỏ cho ba mẹ thấy là hai đứa mình có đàng hoàng chứ không có gì. Để ra ngoài vài năm đi, sau này gia đình nhìn nhận lại con người của em. Có nghĩa là lần thứ 5 bị đánh là coi như em đi luôn đó. Lần thứ 5 em không có bị đánh là chỉ ba em chỉ bắt đầu dùng lời nói, nhưng mà tại em quyết định rồi á. Em bỏ đi là em chỉ muốn chứng minh cho ba em biết là em có thể tự lập được. Nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là hai vợ chồng em hết đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, em đã tốt nghiệp lớp 12 rồi ạ. Rồi tụi em mướn phòng. Dạ đúng. Em thì vẫn ở gia đình em, mà em mướn cái phòng cho thuê ghép á, gần nhà em để mà tiện qua lại. Rồi tiền ở đâu ra? Tiền đâu? Cái tháng đầu tiên là mỗi ngày em tích góp cái tiền mẹ cho mỗi ngày đi học á, ăn uống á. Em nhịn em không ăn uống để dành đó. Để dành một tháng được 200 ngàn là đủ là cho ghép một tháng. Thì em tính cái đó một tháng đã đầu ra là hai đứa là đi làm phục vụ làm gì đó kiếm tiền rồi đắp thêm. Sau một năm thì em có qua nhà bạn chồng em chơi, bà ngoại của chồng em. Nói câu rất là dễ thương luôn ạ. Nói câu gì Thành? Là nói là thằng Khoa nó trên gì gì đó, dưới gì đó. Trên răng dưới gì dép. Đó. Đúng không? Trên răng dưới gì dép. Vậy mà sao mà có gì đâu mà sao cứ theo nó hoài vậy? Cứ dính như Sam luôn á. Cứ dính như Sam hoài à. Thì thành ra là cũng thấy là hai đêm cả năm rồi. Thì xong rồi bà ngoại mới cho phép là thôi kêu Ni về đây đi, ở đây. Giờ ngoại con nó như con cháu dâu. Thì kêu về đi, ở đây đi. Ngoại lo cho rồi hai đứa lo mà ăn học rồi này cứ tiếp. Rồi sau khi em về ở với bà ngoại chồng thì là như thế nào? Bà tạo thoải mái cho em rất nhiều, không phải bà nữa mà là cả ông và cả mẹ chồng luôn ạ. Rồi bạn này có thường xuyên ngủ? Dạ không ạ, khoảng thời gian đầu là em ngủ với mẹ chồng ạ. Vẫn ngủ riêng? Dạ vâng ạ. Trong sáng? Dạ vâng ạ. Rồi tới bao lâu thì tụi em mới chính thức là lấy nhau? Được cho phép ngủ chung ạ, là khoảng sau 5 năm ạ. Lúc đó mẹ chồng và cả bà ngoại thì cho phép ạ. Sao lúc dạ, đó mình không làm đám cưới luôn mà để tới mãi sau này là mới cưới có mấy? Sao Thành? Tại là gia đình bên kia vẫn chưa chịu mà anh chị. Nhưng mà lúc mà em về ở bên nhà Thành là bên ba mẹ em có biết không? Dạ em nghĩ là họ biết, nhưng mà biết em rồi. Né em không dạ. Có gặp họ tại em hơi sợ, em cũng không biết phải đối mặt với ba với mẹ như thế nào. Tại em đã mang tiếng là con gái bỏ đi rồi. Mà bỏ đi theo trai nữa hả? Nhưng mà rồi tới lúc mà tụi em cưới là mới đây đúng không? Dạ là đúng rồi. Thì lúc đó là ba mẹ đã đồng ý chưa? Tụi em đăng ký kết hôn là ba mẹ đã đồng ý rồi. Mà bây giờ bên phía gia đình em rất là thương chồng em và thương hơn cả em luôn ạ. Nhưng mà bây giờ thì ba mẹ em đã tha lỗi cho em chưa? Dạ rồi ạ. Tha là mấy năm rồi? Cũng được là 5 năm hơn ạ. Là đã tha thứ từ cái 5 năm hơn đó. Dạ, có nghĩa là ba mẹ em á là giận em trong vòng khoảng 5 năm. Dạ đúng ạ, không nhìn mặt con gái luôn. Không nhìn mặt con gái và con gái cũng không lội ngược dòng trở về luôn. Em rất sợ, mẹ em lại không dám về. Em chỉ lén về, chạy về em thăm với em bỏ em chạy đi lại. Sợ ba đánh đòn? Chỉ sợ ba bắt em lại. Tại vì em thuộc dạng em thích tự lập, em không có muốn bị quản thúc nữa hả? Tại em đã đủ tuổi rồi, 18 tuổi là em có thể tự lo cho bản thân em được hả? Bây giờ chị chỉ hỏi em vậy thôi. Em có em bé chưa? Dạ tụi em vẫn chưa có em bé ạ. Thế ví dụ sau này mà tụi em có em bé rồi con em nó lớn lên nó cũng y như em vậy đó, thì ví dụ như lúc đó con gái em không gặp được một người chồng như em, tốt như đó. Em mà gặp một cái thanh niên mà không ra gì cả và chỉ gọi là xâm phạm con gái em xong rồi là nó bỏ, thì em nghĩ thế nào? Ở đây chị muốn nói vấn đề là rất may mắn cho em gặp được chồng em với lại gia đình chồng em. Dạ vâng ạ. Cái xác suất đó là vô cùng thấp, không phải là ai cũng sẽ gặp được một hoàn cảnh như vậy. Cho nên là em xếp vào loại may mắn. Nhưng chưa chắc gì con em nó đã may mắn như vậy. Nếu như có chuyện gì xảy ra, ở đây chị muốn nói là cái việc làm của em chưa đúng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ rồi. Tại vì rõ ràng 5 năm rồi ba mẹ đã thay đổi về cái suy nghĩ là đã tha thứ cho em.
thì có nghĩa là ở đây là ba mẹ chỉ sợ em gặp trường hợp như chị vừa nói ra. Dạ đúng ạ. Đúng không nè? Dạ đúng. Cho nên á, ở đây nếu mà về phía chị sẽ không khuyến khích cái việc này. Dạ. Và em sau này cũng vậy, nếu em có được một đứa con gái, đừng có nói là sau này con gặp cái gì thì con phải tự chịu trách nhiệm. Không có, không được như vậy. Tuy nhiên chưa hẳn là ba làm đã đúng. Bởi vì sao? Cái cách làm của ba hơi bị cứng nhắc quá. Dạ. Thành ra là làm cho em sợ ba mà em không dám chia sẻ nhiều. Đúng không? Thì ở đây á, Vân chỉ muốn nói là với trường hợp của hai bạn này thì là nếu như các bậc cha mẹ mà gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, hoặc các bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Cha mẹ con cái phải hiểu nhau để mà có thể bảo vệ được con mình một cách tối đa. Cái đó là cái điều kêu gọi bây giờ. Cho nên Vân nghĩ vậy đi, hai vợ chồng nên có một lời nói với cha mẹ vợ. Dạ có. Em thì là em cảm ơn gia đình nhà chồng là quá rồi. Thực ra chị cũng quá ngưỡng mộ gia đình chồng em. Nhưng mà riêng hai đứa em phải nói một lời gì đó với cha ba mẹ vợ, nhất là dạ ba có. Con không biết phải nói như nào, nhưng mà thông qua chương trình này, mục đích của con là muốn xin lỗi ba với mẹ hả? Cảm ơn phía gia đình chồng con, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con với chồng để có cơ hội để nói ra những gì mà tụi con đã chất chứa cái 10 năm mà tụi con không dám nói. Tụi con thương ba mẹ nhiều lắm hả? Con thương rất là nhiều luôn. Nhiều lúc con nhìn ba với mẹ ngủ, con cũng muốn ôm ba mẹ giống mấy đứa em vậy đó. Nhưng mà con lại cười thôi. Nhiều lúc con muốn hỏi ba bệnh gì, ba đau cái gì không, nhưng mà con lại không dám nói. Nhưng mà con cố gắng con sẽ kiếm thật nhiều tiền hoặc phát triển cái tài chính của mình lên để có thể lo cho ba với mẹ và thay cho mấy đứa em nữa và cả gia đình, làm rạng rỡ gia đình luôn hả? Con xin cảm ơn hả? Con thưa với ba mẹ, và thông qua chương trình này con cũng muốn nói với ba mẹ một điều. Con không phải là như những người là ba đã nhìn nhận. Con không có bồng bột như lúc trước. Từ khi mà quen con gái của ba đi á, con chín chắn nhiều. Con một lòng một dạ với lại con của gái của ba. Chắc chắn từ đây tới sau này nữa thì mong ba yên tâm. Thế đó, thì trong khoảng 10 năm nay, không phải là một thời gian ngắn, thì con nghĩ chắc ba cũng nhìn nhận và con ngửa con. Thì do đó thì ba cũng đã tha lỗi cho con thấy ba đã chấp nhận con rất là nhiều. Con cảm ơn ba và mẹ nhiều. Tụi con họ cười mà tôi muốn khóc. Tụi em lên đây là mục đích là cái nhất là quan trọng là xin lỗi ba với mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho tụi em được quen với nhau và tới với nhau ạ. Thứ hai là tụi em muốn kỷ niệm lại 10 năm tình sử ạ. Dù có thứ thốn nhiều thứ nhưng tụi em vẫn cố gắng nắm tay nhau để vượt qua điều đó. Cái nắm tay của em với chồng em là anh cũng đồng cảm được cái điều mà em vừa nói. Nhưng mà nhân đây thì anh nghĩ là em cũng nên nói một điều gì đó với bên mẹ chồng em. Bà ngoại, với mẹ Thúy của em, đúng không? Dạ vâng ạ. Bởi con cảm ơn bà rất là nhiều, dù bà đã không còn ở trên đời ạ. Và cả ông ngoại nữa ạ. Ông ngoại là người luôn dạy cho con nhiều thứ ạ. Và cả má Thúy nữa, má thương con lắm. Bởi con lần đầu tiên con cảm động lắm. Tại vì trước giờ con chưa được ôm mẹ con, nhưng mà con đã được ôm má Thúy, nên con cảm nhận được cái tình mẹ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thật sự con rất là ngưỡng mộ má Thúy hả? Chị nghĩ rằng sau đây là ba mẹ xem em sẽ hiểu được tấm lòng của con gái. Dạ. Hồi nãy Quyên có nói là Quyên chưa bao giờ em ôm mẹ em và ba em á, thì sao chương trình này hơi nên ù chạy về đó, nhà chạy ôm về mỗi nhà người một cái. Đúng rồi, em ôm không? Bởi vì đó là một cái vòng tay hạnh phúc, phải không? Bây giờ xong chương trình này chạy về ôm má Thúy một cái, phải không? Xong xuôi lo hai cho chồng má chạy Thúy về lo cho ôm má Thúy ba mẹ vợ một cái, đúng chưa? Được không? Rồi chúc cho hai em lúc hạnh phúc, nào cũng tươi cười hạnh phúc, dù có giông bão cỡ nào cũng vượt qua hết nghe. Hạnh phúc và giàu sang. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ra lớp trưởng thích ấy. Nên em tán thử và cuối cùng là đó, được vợ luôn ạ. Tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn hay là chia tay. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để chào mừng cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai em. Dạ, chào anh chị. Em tên là Vũ Văn Tuyền. Em đến từ thành phố Pleiku. Năm nay em 28 tuổi. Tuyền đúng không? Dạ. Em là một nông dân. Nông dân? Dạ, còn đây con là em. Xin chào cô Hồng Vân với anh Quốc Thuận. Em tên là chị Lý Thị Phượng. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là
kế toán và giờ cũng sắp làm một nông dân. Sắp làm một nông dân có nghĩa là về Pleiku luôn. Dạ. Tức là về phụ công việc đi. Ở Tuyền, Tuyền đó Tuyền là nông dân nhưng mà là nông dân về ngành nghề nào? Dạ em nuôi ong, bán ong giống cho bà con. Ừ. À. Chơi đó giờ bị ong đánh chưa? Dạ nhiều hơn bị vợ đánh. Rồi hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ hồi đó thì em đi học kế toán xong rồi ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây, xong rồi ảnh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của ảnh. Ảnh cùng nhóm với em xong rồi ảnh lên ảnh thuyết trình, em thấy ảnh xấu quá. Hồi đó ảnh xấu lắm, ảnh mặc cái quần ngắn ngủn mà cái áo thì rộng thùng thình mà nhưng mà ảnh thuyết trình hay. Rồi sau đó em cũng có ấn tượng, rồi sau đó ảnh xin số điện thoại của lớp trưởng rồi cũng nhắn qua nhắn lại xong rồi đi chơi. Thực ra là do lớp trưởng khích nên em tán thử, nếu mà đổ thì đi nhậu nhưng mà không đổ thì phải dẫn anh ấy đi nhậu, nhưng mà cuối cùng là đổ và được một bữa nhậu. Được vợ luôn, vừa được nhậu vừa được vợ vừa được tiếng nữa chứ đúng không? Bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau? Một năm sau đó là tụi em yêu nhau. Năm đó là năm 2010. Sau đó thêm một năm thì anh về quê nuôi ong lập nghiệp ở đó. Thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới. Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Pleiku ạ. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới được gần 3 năm rồi. Em quen 7 năm. Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? Tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn, cho nên là em cũng hay giận, hay đòi chia tay. Trục trặc lắm. Nói chung bọn em yêu xa thành ra cũng vào tranh thủ được một chút thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn. Chỉ là ôm bên ngoài thôi. Nhưng mà cứ bắt đầu em sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về, hoặc là em về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi, bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là chết. Ba mẹ em mắng chết la chết. Em bảo chứ trời ơi, ở Sài Gòn nóng quá sao mà trứng nó tự nở được. Chắc là không có đâu. Vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không, chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó chậm như vậy được đâu. Bắt em mua qua thử xong cái không có gì hết. Rồi em an ủi xong hai đứa lại ôm nữa. Ôm lần nữa rồi một tháng sau lại lại chậm. Lại chậm chứ. Coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi. Thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm mà em cũng sợ, tại vì nhà em không có ai như thế hết. Ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì sợ ba mẹ thất vọng. Bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn? Dạ đến ngày đám hỏi. Rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không? Dạ cũng bình thường. Cái ngày bình thường sao? Ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi đúng chưa? Dạ, dạ. Sau đám hỏi. Sau đám hỏi mới vượt. Cứ coi như là hôm sau hôn nhân đó. Đi tức là đấy, sau đấy thấy mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái. Tin tưởng rồi em mới dám đả động đến chuyện đấy. Sau khi đám cưới về thì có những cái tật xấu gì có lòi ra không? Thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền. Hiền, cực kỳ hiền. Em chưa thấy ai hiền như vợ em. Nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Ai nói gì cũng cười. Mà đến một hôm em có nhắn tin chúc Tết với bạn gái cũ. Thì nhắn tin chúc Tết vậy thôi. Bây giờ mà da gà em vẫn còn nổi đây. Sao? Phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ. Đáng sợ như nào mà đáng sức, sợ? Sức phá hủy còn hơn người sắp nữa. Em phá hết tất cả những cái vật gì có thể cầm được. Trời ơi, có như ai ép tàng ra đó hả? Chỉ mỗi nhắn tin chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ. Sao em biết được hay vậy? Dạ không, cũng tình cờ thôi. Em cũng tin tưởng lắm, chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của ảnh đâu. Kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy, cũng không có kiểm soát. Xong rồi cái cũng giống như là mình linh cảm được á. Xong rồi ảnh nhắn tin cho người yêu cũ của ảnh vậy. Cái em cũng buồn, em bảo chứ sao bữa giờ kêu lại không liên lạc gì nữa hết rồi. Mà giờ còn nhắn tin chúc Tết thế này thế kia cũng sụm. Xong em nổi cơn tâm bệnh. Em đánh rồi đi. Đánh luôn. Đánh luôn á hả? Đánh rồi. Rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ? Em thấy vợ em có cái tật xấu là ném đồ như vậy. Là em đi mua toàn đồ gốm sứ. Toàn đồ mắc tiền. Dạ em về em ăn cơm cũng chỉ nhìn cái chén thôi là đã thấy no rồi. Từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn, chỉ ném cái ca nhựa thôi. Nghĩa là giận mà vẫn còn lý trí đúng dạ. Không? Hãy còn tật xấu trong em.
ảnh hồi yêu thì ảnh cũng chiều chuộng em lắm, nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi. Với lại cũng nóng tính lắm. Trong công việc á, em mà làm sai cái gì cái chu cha ảnh nhăn, ảnh nổi cơn lên ảnh cũng dữ lắm. Chỉ là công việc nóng tính rồi á, cũng nhăn nhó em. Vì em thì em có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi. Thì vợ em cũng có cãi vã nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, yeah, ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con rồi? À, em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen, cả chim cú, cú mèo, rùa. Anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi, anh năn nỉ anh mua về, anh lấy sắt anh gắn vô cái chân con gà, con gà nó liền lại được cái chân. Cái anh nuôi nó lớn, xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được, cái anh lại năn nỉ anh mua anh đem về anh nuôi, giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật. Ồ vậy đó hả? Nhưng mà em nuôi chơi vậy thôi chứ em có. Dạ em nuôi xong rồi em thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm, người ta lại bán lại cho em. Có lần em nuôi một cặp bồ câu nó, trời, em thương hay là thương luôn. Em thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về. Cái em đi ong, đi lên trại. Về cái vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn. Em ăn ngon ơi là ngon luôn, vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn. Em lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon. Xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết, xong vợ em bảo là ngon không anh, bảo ngon, bảo bồ câu của anh ấy. Rồi em bỏ lên phòng em ngủ. Vậy nhưng mà tại sao vậy mà em làm thịt bồ câu vậy? Anh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào, xong nó vào nhà em nó ỉa tùm lum tà la hết. Em dọn mệt quá em nhăn ảnh, em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu. Xong rồi cái em mới thử luôn. Đây là câu chuyện con tấm con cám. Em buồn cả tháng trời luôn. Bị ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim. Rồi giờ em vẫn còn mua. Thì là em cũng thuyết phục vợ em. Nói vợ em là mấy con này nó tội lắm. Mình nuôi nó rồi mình giúp nó. Mà nuôi con này là có những cái này thích này, cái kia thích này. Con chăn nó tội lắm. Nuôi con chăn là sau này nó chơi với mình, nó hiền lắm, không có sao đâu. Hoặc là như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt, em về em có bảo là em ơi có cái đàn heo kia tội lắm. Chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo đấy về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Bớt nóng một chút, trong công việc thì không biết gì thì anh chỉ, chứ còn đừng có mắng. Có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá đúng không? Có chuyện gì góp ý là... Chỉ công việc thôi ạ, chứ trong gia đình em giống em là một chú cún. Chú cún không? Chú cún Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi. Hai vợ chồng em rồi mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con. Hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú để em nuôi con. Bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không ạ. Trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế, không bao giờ bị thiu. Rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì hoàn toàn không cho bé bú. Chỉ có dùng sữa công thức thôi. Thì bé nhà em nó hơi còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ. Đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì vợ em lại bị sốt xuất huyết. Thế là hai bố con phải cai sữa. Con cai sữa. Chỉ có con em phải cai sữa. Lúc đấy bé mới được 7 tháng thôi. Em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa miệt mài đứa thứ hai thì vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút. Sao vậy em? Em cũng sợ ít sữa, sợ không đủ cho bé bú. Tại bé cũng nhỏ mà ít lên cân lắm nên em cũng lo. Thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là thôi mua sữa thêm cho nó bú đi. Tức là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con gì? Dạ. Thực ra cái vấn đề nuôi con á, sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á, nó không phải là vấn đề quyết định đó em. Cho nên là em đừng quan niệm là vì cái đó mà con còi cọc. Nhưng mà tuy nhiên chị nói nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất. Yeah. Chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng. Yeah. Đó, như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt. Yeah. Chứ còn nếu em mà ở Pleiku mà không khí mát mẻ, rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ. Dạ, yeah. Bởi vậy em cũng lúc kinh nghiệm đứa sau. Đúng rồi. Dạ, yeah. Em hy vọng điều đấy. Vì... Thôi thế chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha. Dạ. Yeah. Anh chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai xuất hiện trong gia đình. Dạ, cảm ơn anh chị.